mụn ẩn, mụn nước nè, mụn viêm sơn đuôi mũ trên bề mặt da và thâm rất là nhiều luôn nha. Và sau đây, sau khi kết thúc liệu trình bên em đi, sau một liệu trình điều trị ở viện thẩm mỹ quốc tế rồi thì da của chị đã sáng hơn rất là nhiều luôn, mụn hầu như là đã hết khoảng 95% rồi. Và hôm nay chị qua dưỡng phục hồi để kết thúc liệu trình luôn. Thì hôm nay em sẽ em hỏi chị ơi, cho em hỏi vài câu ha. Dạ. Em hỏi là trong quá trình điều trị á, thì chị có cảm thấy là đau rát gì không chị? Dạ không. Ừ. Bây giờ chị cảm thấy da của chị như thế nào rồi? Da của em bây giờ cảm giác là nó khỏe lên, với lại là nó không có còn ngứa với lại châm chích như hồi xưa nữa. Hồi xưa là ngứa châm chích đúng không ạ? Dạ. Cho em hỏi là bây giờ chị cảm thấy tự tin với da mặt của mình chưa? Dạ cũng tự tin. Cũng tự tin ra. Đúng rồi. Cho em hỏi là nếu như mà chị có bạn bè hay là người thân gì bị tình trạng như thế này thì chị có giới thiệu qua bên em không ạ? Tất nhiên là có rồi. Rồi, em cảm ơn chị Duy nhiều nha. Dạ.